Thưa quý vị, sau khi đạt đỉnh với mức 32.650 F0 một ngày, số ca mắc mới COVID-19 của Hà Nội đã liên tục hạ nhiệt. Và kể từ ngày 26 tháng 3, F0 trong ngày tại Hà Nội đã giảm xuống dưới 10.000 ca một ngày. Sở Y tế Hà Nội nhận định thành phố đã bước qua đỉnh dịch. Tuy nhiên, thành phố không được phép chủ quan mà cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và theo dõi diễn biến trong thời gian tới. Cụ thể, theo số liệu từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Cập nhật đến 30 tháng 3, Hà Nội có 200.830 bệnh nhân điều trị tại nhà, 156 bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly, 1.285 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 904 F0 ở mức độ trung bình, 222 ca nặng nguy kịch. Trong số các ca nặng nguy kịch có 194 ca phải thở oxy mask gọng kính, 3 ca phải thở oxy dòng cao HFNC, 8 ca thở máy không xâm lấn, 17 ca phải thở máy xâm lấn. Số F0 phải nhập viện và F0 nặng nguy kịch tại Hà Nội đang giảm dần trong thời gian gần đây. Hiện tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng nguy kịch tại Hà Nội chỉ khoảng 0,1%. Do số ca mắc F0 trên thực tế vẫn cao, Sở Y tế đề nghị các địa phương tập trung vào các mục tiêu cốt lõi của hoạt động phòng chống dịch như kiểm soát chuyển tầng, tỷ lệ tử vong, chuyển nặng.